Cái này cây kim ba xưa nha các bạn. Cái chủng này cũng ít người biết lắm. Nè thấy không? So sánh với cái hậu quẹt thì cho nó dễ nha. Đừng có tưởng cây bự nha. Cái này dòng là mini với siêu mini rồi. Mấy cây này là chỉ giờ làm mini với siêu mini thôi các bạn. Đó. Nhưng mà cái vàng nâu nó là bạn thấy trời ơi. Nó là giống như đột biến của cây kim ba ở cây kim kim thanh mai đó. Nó lâu lớn dữ lắm nha bạn, nó cả ngón tay à, nhưng mà vàng nâu nó dữ lắm. Nâu dữ lắm nha bạn, già khủng khiếp luôn. Người ta kêu kim ba xưa đó, uống theo kiểu hồi xưa. Cái này chỗ này người ta làm kiểu kiểu xưa. Cái tay bệ nha bạn, 1 2 3 4 5. Cái dòng này cũng ít người biết lắm mà cũng ít người bán nữa, mà cũng ít người làm luôn nữa. Có nhiều người không biết luôn. Có nhiều người không biết đâu nha các bạn. Đó. Kim ba xưa nha các bạn. Cái này cây số 1 nha. Cây này về phải chăm cho kỹ nha. Tại cái dòng này nó cũng kén lắm á. Nhưng mà nó rất là dễ sống, nói chung là rất là dễ sống, chỉ cần tưới nước, phơi nắng điều độ. Thì phải trồng mấy chỗ nào ẩm quá, dễ hư rễ lắm. Cái dòng mai dung thủy thì nói chung dòng nào nó cũng dễ sống, không có dòng nào mà nó khó. Cái này cây số 1 nha bạn. Cây số 2 nè, trời ơi bạn thấy không. Cây số 2 không phải cục ngọn đâu nha, tại cái ngọn người ta làm cao vậy nè. Ngọn người ta làm cao lên quá, tôi phải cắt lùng lại đừng cho nó hợp. 1 tán, 2 tán, 3 tán, 4 tán. Cây số 2 này đẹp nè. Hai cực kỳ luôn, mùi cái vàng nu quá nè. Thấy không, nó nhỏ xíu cỡ con tay tôi mà thấy nó nu ghê không. Lạ lắm mà, cái dòng này là ai mà cho mà siêu mini là phải kết thôi. Đó, nhỏ xíu vậy đó, so sánh với cái hậu quẹt này đó. Nhỏ xíu mà nó nu. Cũng ít người làm, mấy mốt nó ra một cái chùm nhỏ trên đây nó cỡ vậy nè. Cái vậy nè nha mẹ, đủ tàn. Năm tay. Nó giống như kiên cỏ vậy đó. Còn ai mà không thích là cắt luôn, làm cái quái chỗ này luôn. Cắt chỗ này luôn, làm cái chớp ngay chỗ này thôi. Rồi làm một tay chỗ này thôi. Cũng đẹp lắm. Tại cái này vàng nu đẹp quá trời mấy bạn. Tôi thấy cái nu mà tôi chịu không nổi. Nhưng mà mặc dù tôi không thích cây mini lắm, nhưng mà tôi thấy cái vàng nu đó mà tôi chịu không nổi á. Nu của công là thấy nó là cũng còn phải khiếp á. Nó nè, với nu đột biến. Không phải nu đột biến của Vĩnh Long nha, nu đột biến mà hồi trước tôi bán á. Nu đột biến, trung nu đột biến á. Còn nu đột biến như dòng gì tôi không thích. Với cái dòng gì ta, cái dòng lá tứ đuôi tròn, nó nu dữ tợn luôn các bạn. Mấy dòng đó là nu dữ lắm. Còn cái kim ba xưa này là phải nói là nhỏ xíu mà nó nu quá trời rồi. Cái tần sức nó nu là quá dữ luôn. Nó guộn cây giờ nó già cẩu dữ lắm. Kim thanh mai nu chứ già nu không bằng cái này. Tại cái này đột biến với kim thanh mai mà. Đó, thấy chưa? Thấy khiếp chưa? Ăn tiền là cái chỗ đó nó nhỏ mà nó mắc. Cả vậy là lâu lớn lắm nha bạn. Cả này là cây bự chứ không phải cây nhỏ đâu nha. Đừng có tưởng nhỏ xíu vậy mà cây nhỏ nha. Trồng hoài bao nhiêu năm nó cũng có nhiêu đó đó. Ai tàn mà nó gần bằng cái cây luôn không biết rồi đó. Người ta làm cũng lâu đời lắm đó. Nó lâu lớn dữ lắm. Hồi đó giờ tôi chưa thấy cây nào mà cây kim ba xưa mà có cầm tay tôi nha. Đó giờ tôi chưa thấy luôn đó nha. Cả ngón chân cái là tôi thấy là hiếm muộn rồi đó. Tôi thấy hiếm dữ lắm rồi nha. Cây này cả ngón chắc cả ngón tay cái gì. Cả ngón tay cái tôi chứ gì đó. Một xíu luôn. Lạ lắm bạn, đẹp lắm. Chúng mấy cái này là cây để bàn siêu mini mini chứ chưa gọi là siêu mini. Mini. Nếu mà xuống nhỏ nó mới siêu mini.